Dạ thì hãy xin chào toàn thể cô chú anh chị, quý ông bà, quý cô dì chú bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải. Lời nói đầu tiên cho Hải xin kính chúc toàn thể quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc nha. Câu chuyện ngày hôm nay Hải vừa nhận được cái thông tin từ ông Chín bà Tám cũng như là từ kênh YouTube của anh Nhật Nam và anh Tấn đã coi như là làm hết sức mình đã chia sẻ cái thông tin của anh chàng thanh niên chăn dắt dẫn dắt người mẹ của mình, người mẹ ruột của mình đi ăn xin, rồi anh ta lấy tiền để coi như là tiêu xài đáp ứng cái nhu cầu sinh lý của anh ta. Sau đó là có những cái tình tiết cũng như là những cái cung bậc cảm xúc nó thay đổi, nó lên, nó uốn lượn như là những cái cơn sóng. Và cái thông tin mới nhất từ những người thân ruột thịt đã có chia sẻ lên thì nội dung chính ngày hôm nay là Hải muốn tổng hợp lại để làm một cái video clip thông báo cũng như là chia sẻ lên cho toàn thể cả nhà mình được biết. Và trước khi vào nội dung chính video clip ngày hôm nay thì Hải cũng tha thiết mong rằng được cái sự ủng hộ của quý cô chú anh chị cả nhà mình bằng cách là cho Hải xin một like, một subscribe, đăng ký kênh. Để đó là cái niềm động lực và cái niềm tin và cái niềm vui mà cô chú anh chị dành tặng cho Hải. Hải rất là vui. Dạ, thì bây giờ Hải xin phép được vào thẳng vào cái vấn đề chính của video ngày hôm nay mà Hải muốn chia sẻ cho cả nhà mình, không là mất thời gian và rườm rà nữa. Thì cả nhà mình đã biết được là cái câu chuyện mà anh chàng thanh niên này dẫn dắt người mẹ của mình đi xin tiền, lấy tiền về để đi ăn nhậu, đáp ứng nhu cầu sinh lý qua cái lời chia sẻ của người cha ruột. Và bên phía của người thanh niên này và người mẹ cũng đã có như coi như là đã đáp trả lại, gần như là đáp trả lại cái sự chia sẻ của người chồng, người cha. Cả nhà mình đặt ở một cái khía cạnh khách quan nhất, nhìn giữa hai bên chia sẻ thì cả nhà mình có nhìn thấy những cái điểm gì nó hơi bị bất cập hay không? Hải thì Hải nhìn ra rất là nhiều điểm mà trong video hôm nay Hải sẽ phân tích từ từ cho cả nhà mình đồng hành cùng với Hải để có thể là hiểu được một tí xíu nào đó. Cái thứ nhất, chú này nói rằng người vợ mình rất là hiền. Qua video bên đây xem và cách nói chuyện của cô thì đúng, ok, một điểm. Cái điểm nó hơi không bị khớp nữa là bên chú nói rằng người con này có tác động vật lý đến chú là, thì qua bên này á, coi như là người thanh niên này trả lời chối tất tần tật. Lúc đầu á, thì nói rằng là không có cha, khi sinh ra á, là coi như là mấy mấy tháng hay gì à, là người cha đã bỏ đi rồi, đã ly hôn ly thân gì đó, đã là bỏ đi. Quay một vòng một hồi á, thì nói rằng á, khi mà hỏi về cái nhà cửa thì anh ta lại nói rằng là người cha bán. Ủa, người ta mới hỏi là ủa nãy là anh nói không có cha mà tại sao bây giờ anh lại nói là người cha bán cái căn nhà đó. Thì anh ta lại nói rằng là mẹ nói, và người mẹ hiện tại bây giờ á, không có nhà cửa, không có cầm tiền nên mới đi ra ngoài lang thang đi đây đi đó như vậy, và coi như là ăn bờ của bụi như vậy. Thì nếu một người mà cả nhà mình cho rằng là anh ta bị về cái thần kinh không ổn định thì những cái lời nói và những cái nhạy bén, những cái gọi là mình phải nói là nhảy số như vậy thì nó sẽ không có gọi là mượt như vậy đâu. Nếu thật sự là anh ta bị cái thần kinh thì cái phản ứng và cái đáp trả lại những cái lời hỏi, những cái câu hỏi của anh Nam cũng như anh Tấn thì coi như là anh ta sẽ bị sượng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ ấp úng hoặc là trả lời nó không có logic, nó không có đúng. Nhưng mà thực sự khi mà anh Nam và anh Tấn hỏi như vậy, anh ta trả lời rất là nhạy bén và nó rất là hay, nó rất là hợp tình hợp lý luôn cả nhà. Khi mà cả nhà, nếu mà hãy nói thiệt nha, khi mà không có cái đoạn video clip mà người cha lên tiếng tìm kiếm mẹ, tìm kiếm vợ cũng như là tìm kiếm anh thanh niên này á,
thì không có lên clip đó mà lại có cái clip ngày hôm nay up lên như vậy á, và những lời chia sẻ đó, thì cả nhà mình sẽ coi như là sẽ tin đấy, sẽ tin. Nhưng mà hãy biết chắc rằng trong những cô chú anh chị tin thì cũng có những cô chú anh chị sẽ không tin. Tại vì mình không phải đơn giản, đơn thuần mà mình tin vào một cái câu chuyện nào đó, mà bây giờ là nó có những cái chi tiết, những cái bằng chứng sống thiết thực nhất đập vào mắt mình. Là cái gì? Là cái việc mà anh thanh niên này dẫn dắt người mẹ của mình đi xin tiền là có thiệt. Là cái thứ nhất, không cho coi như là mẹ mình đi ăn là có, chỉ cho uống nước cầm hơi là đúng, chính xác, có thật sự. Và cái quỷ biện của anh ta trong cái việc mà không cho mẹ ăn là không có tiền, không có tiền. Nhưng mà ai là cái người chứng minh được những ngày tháng vừa qua anh ta dẫn người mẹ đi vào những nơi như chùa chiền, những nơi đông người, có đầy đủ những cái yếu tố, những cái tố chất, những cái cơ hội để anh ta có thể tác nghiệp và anh ta có thể hành nghề. Hành nghề ở đây là như thế nào? Đem cái câu chuyện bệnh tật của người mẹ của mình ra để coi như là nói, rồi để coi như là nhận lại là cái sự đồng cảm, cái sự thương hại của ai? Của những người phát tâm cúng dường. Đó. Khi mà cô chú anh chị mình nghe những cái lời chia sẻ đó, chắc chắn 100% luôn, cả nhà mình sẽ không bao giờ cầm lòng đặng khi chia sẻ ra là không có nhà cửa ở, bị mồ côi cha mẹ thì đang mắc những căn bệnh như vậy, đi lang thang không có nơi ăn chốn ở, sức khỏe thì cũng không ổn định. Đó, rất là nhiều những cái lý do mà để coi như là liệt kê ra cái nghèo, cái khổ tột cùng của xã hội luôn. Cái khó khăn mà tao nói là khó khăn nhất trên đời luôn, là anh ta đã chia sẻ, coi như là đã nói bộc bạch ra hết. Nói rất là nhiều, nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích là muốn có cái sự hỗ trợ, cái sự thương hại của các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, phát tâm cúng dường, để anh ta được cái gì? Được tiền. Đó, anh ta để dành tiền ở đây. Đó. Xong rồi á, rủng rỉnh, có rủng rỉnh tiền trong túi rồi đó, có kha khá rồi đó, là coi như là sẽ đem người mẹ về lại cái ngôi nhà ở dưới Long An, để mẹ trong đó. Rồi anh ta sẽ đi coi như là tụ tập bạn bè, la cà, ăn chơi, nhậu nhẹt, đáp ứng cái nhu cầu sinh lý của anh ta. Khi mà bên gia đình, cũng như cụ thể nhất là bên người cha đó, đã cũng có chia sẻ cho cả nhà rồi đó, là nếu mà không có dừa ý hoặc là phật ý anh ta thì coi như là anh ta sẽ tác động vật lý liền luôn, cho dù người đó là người thân cận nhất, đó là nhà, là người cha đó, thì có lời qua tiếng lại mà anh ta lại coi như là tác động vật lý luôn với người cha của mình, và để lại cái vết thương là coi như là rách cái mí trên này, rách cái mí mắt trên này một đường hàng dài luôn đó. Cái tâm lý bất ổn, cái suy nghĩ bất ổn, nhưng mà cái hành động nó là thiết thực và nó là cụ thể nhất. Qua cái lời chia sẻ của người cha thì cả nhà mình đã nhìn nhận và cũng có thể đoán biết được cái anh chàng thanh niên này, ảnh diễn rất là giỏi, diễn rất là giỏi nha cả nhà. Khi mà người ngoài nhìn vào á thì cảm nhận và cảm giác rằng là cái anh thanh niên này rất là thương mẹ, sợ mẹ đi lạc, rồi sợ mẹ mọi thứ, anh ta lúc nào cũng ân cần, cận kề, quan tâm người mẹ của mình. Đặc biệt một điều nữa là những lúc mà đi ngủ đó, anh ta không muốn ngủ rời xa người mẹ của mình và phải nằm kế bên, coi như là ôm người mẹ của mình vào lòng đó, nắm tay thật chặt với người mẹ của mình. Những cái hành động, những cái biểu cảm như vậy đó, là những người ngoài ấy, người ta nhìn vào người ta nói ô chào ơi, cái anh thanh niên này thương mẹ mình dữ dằn vậy.
Rồi qua những cái lời chia sẻ của anh ta nữa thì bắt đầu cái lòng chạm tới tận đáy lòng của cái con người của mình. Thì những người có tấm lòng hảo tâm thì không thể nào mà cầm lòng được, móc hầu bao ra cho. Đó là những cái gọi là chi tiết, những cái chiêu bài anh ta sẽ tung ra. Và trong cái khoảng thời gian, nhưng mà cái nói về cái mà tâm lý tình cảm xã hội ấy, thì có một vài cô chú anh chị nói rằng anh thanh niên này lớn rồi, đã 30 mấy tuổi rồi mà coi như là nằm ngủ mà ôm người mẹ như vậy thì nó hơi bất cập và nó hơi bất tiện, và nó có một cái gì đó nó khó nhìn một tí xíu. Thì theo đó là cái ý kiến của một vài cô chú anh chị. Thì Hải cũng đọc được comment và cũng có nhận được cuộc gọi của cô chú anh chị góp ý, thì Hải mới để ý cũng như là Hải mới quan tâm đến cái chi tiết nhỏ đó. Thì cô chú anh chị nói cũng có lý, nó thật sự là đúng. Tại vì đàn ông thanh niên biết thương mẹ thì thương, nhưng mà cái mà hành động cụ thể như vậy thì nó thật sự ra nó cũng làm cái điều gì đó nó cũng rất là, nó không có hay cho lắm, nó cũng hơi bị bất tiện một tí xíu. Điều đó là đúng, chính xác. Nhưng mà mình có thể thì theo theo Hải là Hải có một cái nhìn như thế này cả nhà, và có một cái hy vọng. Hải lúc nào Hải làm video á, nói về một cái câu chuyện nào đó, Hải vẫn cho cái nhân vật của Hải nó có một cái hy vọng và một cái sự thay đổi tích cực nhất. Không có muốn rằng là người ta sẽ bị dồn ép vào trong cái ngõ cụt đâu. Lúc nào cũng muốn cho người ta sẽ có cái cơ hội quay đầu lại. Thì Hải vẫn nghĩ rằng là anh ta vẫn thương người mẹ mình đó, nhưng mà do là cái sự gọi là bất chợt, hoặc là một giây phút nào đó anh ta thiếu cái suy nghĩ nên mới lợi dụng vào trong cái tình thương của người mẹ của mình, và lợi dụng vào cái căn bệnh của người mẹ của mình để dẫn dắt người mẹ mình đi xin tiền. Nhưng mà sau này có thể rằng là anh ta sẽ thay đổi nếu mà có một cái sự tác động cụ thể và thiết thực nhất vào anh ta, thì hãy tin tin rằng là sẽ có một cái hy vọng, cho dù cái hy vọng này của Hải nó chiếm 1% nhỏ thôi, nhưng mà Hải vẫn hy vọng rằng là anh ta sẽ có sự thay đổi, cho dù là bên gia đình của mình, bên người cha ruột của mình trước đây có xảy ra những cái gì đó khuất tất khó nói, thì dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là người cha của mình đã coi như là đã có công sinh thành ra mình rồi. Có sai trăm ngàn lý do gì chăng nữa, có nhiều lý do sai trái đi chăng nữa, thì mình vẫn phận làm con thì mình vẫn phải tôn trọng, cũng như là hãy hoan hỷ. Phật, cái người Hải là bên đạo Phật, thì bên Phật cũng có cái câu đó là hãy hoan hỷ, bỏ qua đi và quay đầu lại để coi như là làm lại cuộc đời và làm lại mới cái cuộc sống của mình. Đừng có áp lực và cũng như đừng có mà đưa ra những cái suy nghĩ và những cái hành động nó không thể nào mà có cơ hội làm lại cuộc đời nữa, thì đừng nên. Cả nhà mình thử nghĩ đi, nếu như mà không có cái sự can thiệp cũng như là không có cái sự gọi là quan tâm hỗ trợ kịp thời bên phía của người mẹ của cô này, thì cái tình trạng, cái sức khỏe của cô theo 5 tháng sau này, Hải tin chắc rằng là nó sẽ rất là bất ổn. Hiện tại á, cả nhà mình để ý là cái thần sắc và cái thái độ và cái biểu cảm của cô á, nó đã bị xuống rất là trầm trọng rồi. Ảnh hưởng của căn bệnh nó áp lực vào cho cô rất là nhiều. Rất là nhiều những cái mà khiến cô phải gọi là cái tâm lý nó bất ổn, căn bệnh nó hành, những căn bệnh lặt vặt như Hải đã nói ở những video, không có thuốc men để như là uống cầm lại nè, cái khí hậu môi trường đó, mưa gió nắng mưa sương, rồi đi bộ, nhất là những người lớn tuổi có tuổi như cô á, mà đi
hành trình một cái chặng đường nó quá là dài như vậy mà đi bộ thì ảnh hưởng đến xương khớp, đến chân cẳng, nó tác động nó rất là nhiều. Đó là những cái Hải liệt kê ra. Rồi về mặt mà cái chàng thanh niên này là cô ấy sẽ bị là thương nhưng mà không dám, không kiểu dạng như không dám chống đối lại luôn, nên thương quá nên cô ấy chấp nhận người con mình muốn làm gì thì làm, không có một cái gì đó gọi là chống đối, là phản kháng lại, nên cô ấy bị áp lực, bị áp lực về cái tâm lý tình cảm mẹ con. Đó là bị áp lực khi biết rằng á, là người con của mình đang chăn dắt, đang dẫn mình đi xin ăn đó. Tại sao mà một người bình thường, đàn ông, thanh niên lực lưỡng không đi kiếm một cái công việc gì đó làm? Nếu nói rằng là công ty, những cái sở làm nó không nhận thì mình có thể dẫn người mẹ của mình về nhà đi, về nhà bên bên ngoại đi, có nhà bên ngoại mà. Tại vì người cha đã nói đây chính là cái căn nhà bên ngoại ở Long An đó, thì có căn nhà rõ ràng đó ở đó, thì bây giờ đem người mẹ mình về địa phương làm một vài cái thủ tục, một vài cái giấy tờ gì đó, nói rằng là anh ta nói rằng là có chứng minh nhân dân là có thẻ căn cước đó, mà không có cái hộ khẩu thì không có đi xin việc làm được. Thì bây giờ nếu mà thật sự đúng như vậy, khó khăn quá như vậy, thì bây giờ đem mẹ mình về địa phương đi, đem cái về cái địa phương ở sở tại đó, theo cái địa chỉ của cái chứng minh nhân dân đó, đem về đó nhờ bên cái an sinh xã hội á, nhờ bên đó người ta làm cái thủ tục để xin cho mình một cái công ăn việc làm nào đó, nó có cái thu nhập để lo cho cuộc sống, không hẳn là mình phải vào công ty, nhưng mình có thể liên hệ bên cái khu vực mà của an sinh xã hội á, bên đó người ta sẽ tạo mọi điều kiện đó. Hiện tại bây giờ tôi như vậy đó, sức khỏe của tôi, cho mình nói luôn, mình nói đặt cái trường hợp xấu nhất luôn là anh ta đang bị sức khỏe không tốt đi đó, thì cứ việc mạnh dạn mà lên trên an sinh xã hội, lên trên đó thì làm cái thủ tục, nhờ người ta làm thủ tục và mình trình báo cái thông tin của mình như vậy, cái câu chuyện của mình như vậy cho bên an ninh xã hội, thì người ta sẽ tạo mọi cái cơ hội để hỗ trợ giúp đỡ cho mình, chứ đâu phải là nói rằng là không làm được đó và bị cái này bị cái kia, xong rồi cái là phải dẫn người mẹ của mình đi ra ngoài đường giăng, coi như là dầm nắng dầm mưa xòe tay ra xin tiền, lợi dụng vào cái tình thương của cả nhà, lợi dụng vào tình thương của tất cả các mạnh thường quân để coi như lấy tiền về. Nó có rất là nhiều những cái điểm mà nó bất cập như vậy. Nếu bình thường xin tiền về để lo cho người mẹ của mình, hỗ trợ người mẹ mình từng cái viên thuốc uống, thì cá nhân của Hải cũng như tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trên cái video ngày hôm nay của Hải thì có suy nghĩ giống như Hải hay không? Nếu thật sự là anh ta lấy tiền về có lo cho mẹ mình về cái sức khỏe, nói chung là về mọi mặt đó, về mọi mặt cuộc sống có lo, thì mình cũng coi như là mắt nhắm mắt mở cho qua, tại vì cái hoàn cảnh nó cũng khó khăn, rất là khó khăn thì người ta mới làm như vậy, chứ cũng không phải là người ta muốn làm như vậy đâu. Thì mình cũng có thể du di một phần nào đó, nhưng mà thật sự ra là không không phải như vậy. Anh này anh lấy tiền về, anh lợi dụng vào người mẹ của mình, anh lợi dụng vào cái tình thương của mọi người, nhận được một cái số tiền kha khá lớn, xong rồi về là bỏ người mẹ mình vào nhà đó, không quan tâm nữa. Cái bắt đầu anh đó lấy một số tiền đó đi ra ngoài để ăn chơi, gọi điện cho bạn bè mình đến để tụ họp để ăn nhậu, đáp ứng cái nhu cầu sinh lý của anh ta. Đó là những cái lời chia sẻ thiết thực nhất và cụ thể nhất của người người nào ở đây, tính là người cha. Người cha đã là người chia sẻ như vậy, và nếu mà không đúng thì người cha sẽ không bao giờ dám lên tiếng và chia sẻ như vậy. Tại vì sao? Tại vì sau này có thể rằng những cái lời nói của chú này sẽ coi như là đối chấp với bên phía của người con trai và người vợ của mình. Nếu mà không đúng sẽ có một cái sự gọi là trước sau gì thì cũng sẽ gặp. Và hiện tại bây giờ chú vẫn đang tha thiết
muốn muốn là tìm gặp lại người vợ của mình để có thể là chú chăm sóc người vợ của mình trong cái những ngày tháng coi như là bây giờ là chú và cô là những người đã sống hơn nửa đời người rồi, thì bây giờ là còn lại với nhau là cái tình cái nghĩa ở đây đó. Thì chú không nỡ bỏ cô mà đi, chú không nỡ bỏ cô để chú đi kiếm một cuộc sống mới. Chú vẫn thương và yêu cô, cho dù lương tháng làm bảo vệ chỉ có 6 triệu đồng thôi, nhưng mà mọi cái sinh hoạt cũng như mọi cái chi phí thuốc men thì chú vẫn là người lo toan cho cô. Đó là một cái tình cảm rất là thiêng liêng, mình không thể nào đong đo đưa đếm được, và đặc biệt một điều không thể nào dùng cái tiền để có thể mua được cái tình cảm như vậy. Tình cảm nó rất là thiêng liêng và rất là quý giá, mình cần phải trân trọng nó, mình cần phải ủng hộ cho cái việc làm của chú. Chú là một người đàn ông, một người rất là tình cảm với gia đình, với vợ con, nhưng mà không hiểu cái lý do tại làm sao mà coi như là cái anh thanh niên này, là cái người con ruột của chú, lại có những cái suy nghĩ, những cái ác cảm đối với người cha mình như vậy. Cái mà nói về cái tâm lý và cái suy nghĩ, cái thần kinh của anh thanh niên này bất ổn thì hãy cho rằng là sẽ không đâu. Hãy nghĩ rằng là sẽ không phải là bất ổn đâu. Vì anh ta biết suy nghĩ và cái cách nói chuyện của anh ta nó cho Hải biết được là cảm nhận là anh ta rất là tỉnh, và những cái câu chuyện, những cái đối đáp mà của anh Nam cũng như anh Tuấn hỏi anh ta đối đáp nó có nhiều lúc đó, nó rất là mượt, nó nhảy số, gọi là nhảy số rất là nhanh để nói lại. Thì đặt một cái trường hợp mà nếu một người mà bị về cái thần kinh đó, thì người ta sẽ không có nhảy số nói chuyện và đối đáp lại nó hợp lý và nó nhanh như vậy. Thực sự là như vậy, con luôn cả nhà. Cái suy nghĩ của anh ta nó rất là nhạy bén trong mọi cái tình huống, mọi câu chuyện. Cái nào khó quá thì anh ta có như trả lời cho qua, còn cái nào mà dễ dễ là anh ta sẽ đối đáp nhanh liền. Cả nhà mình xem video, cả nhà mình có thể để ý được cái cách nói chuyện của anh ta, và nhất là cái cặp mắt lườm hình viên đạn khi mà có những câu hỏi đề cập đến người mẹ và người mẹ trả lời là anh ta sẽ lườm người mẹ liền. Đó là cái thái độ dằn trước, cái biểu cảm nó rất là rõ ràng. Cả nhà mình khi mà xem video, cả nhà mình sẽ để ý được những cái điều mà Hải chia sẻ và Hải nói lên đây, coi có đúng hay là không. Dạ, thì Hải cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem và cũng như đồng hành cùng với Hải trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trong video clip này Hải sẽ chia sẻ ngắn và còn những cái thông tin kế tiếp nữa từ ông 9 bà 8 cũng như là từ những anh em đang tác nghiệp và đang có mặt ở dưới cái khu vực mà coi như là đang khoanh vùng được cái chỗ mà của anh thanh niên này và người mẹ đang ở. Thì có những thông tin nào mới Hải sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ lên cho cả nhà mình ở những cái video clip sau. Video clip này Hải xin tạm ngừng, và cả nhà mình tiếp thêm niềm động lực và ủng hộ quan tâm trong câu chuyện này, và cũng như là giúp cho Hải, tạo cho Hải có một cái sự gọi là động lực, thì cả nhà mình hãy cho Hải xin một like, một subscribe nếu cả nhà mình chưa đăng ký kênh, thì cả nhà mình hãy đăng ký kênh và hãy like video clip ủng hộ cho Hải. Thì đó là cái niềm động lực, là cái niềm vui mà quý cô chú, quý anh chị đã dành cho Hải. Hải nhận được những lượt like và những lượt đăng ký kênh, Hải rất là vui. Đó là cái niềm vui và niềm động lực cho Hải. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hải xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video clip kế tiếp. Xin chào, bye bye.